Đầu tiên tôi đánh bùa đỏ. Sau khi đánh xong bùa đỏ, tôi đánh tới bùa xanh. Nhưng trong lúc tôi đánh bùa xanh thì team tôi đang giao tranh, Teonat đang bị AD và Kred team tôi chí. Sau đó, Thanh Châu húc vào thì Kred đã ăn được thằng Teonat. Thanh Châu đã chạy xuống đây và gặp phải tôi cùng với Kishi. Nó húc qua tường, nhưng mà chúng tôi vẫn dí theo. Dí theo một lúc thì tôi có chiêu một, sau đó có ulti và ăn được cái con Toro. Sau đó tôi lên mid thì gặp thành rừng, đánh cho nó bán sống bán chết thì nó lại lướt vào thành mid của tôi, thế là nó lên bạn ngắm gà quả thân luôn. Rồi tôi chạy thật nhanh vào trong rừng để tôi ăn luôn con rồng. Đi rừng mà không biết ăn rồng thì bỏ đi, đúng là phế vật. Hiện tại thằng Kred đã lao vào trong trụ, tôi cũng lao vào và bắt thằng AD đầu tiên. Sau đó tôi chạy ra nhưng bị thằng Toro húc làm choáng. Sau đó tôi mất máu gần hết nhưng tôi vẫn về được. Rồi tôi lại tiếp tục xuống ăn bùa đỏ. Ăn bùa đỏ xong tôi lên top hỗ trợ cho thằng Murad. Thằng Murad thì đang đánh nhau với thằng Ngộ Khỉ cùng với thằng Phoenix, nhưng mà tôi xuống chậm trễ mất rồi, khiến cho hai thằng đó nó đánh tôi gần chết luôn mà. Tôi thấy mình khá là yếu trong bộ farm đồ nên tôi đã quyết định lên cây kiếm chí mạng. Sau đó tôi xuống dưới mid đứng canh me thì gặp thằng mid đang chuẩn bị đi về. Tôi đang có ulti nhưng mà nó chạy nhanh quá, tôi dí theo không kịp. Cứ ngỡ là chạy được về rồi nhưng thề Teonet ở đâu xuất hiện bắn tôi, thêm thằng Toro húc nữa, thế là tôi lên bạn ngắm gà quả thân. Lần này tôi đi lên ở phía sụp B và nhảy giết được một người. Sau khi giết được một người, tôi bắt đầu giết luôn thành rừng của nó là hai người, nhưng lại để thành Toro chạy mất rồi. Lần này ở phía tạo thành chúng tôi đang tranh nhau con rồng này. Lần này thì con này chưa nhiều máu nên tôi tranh rất nhanh. Trong lúc chạy lên thì tôi gặp thành Toro, sau đó tôi chạy về. Tôi biết có thành mid ở đây nên tôi sẽ nhảy thành mid và tôi quyết định phải ăn thành mid, nhưng mà nó chạy nhanh quá, lại hai lần mất con mid rồi. Tôi thấy thành Teonat đi xuống và nó cố tình bắn tôi. Lần này Toro đã vào khá sâu, tôi quyết định đi xuống nhưng mà vì thấy team đang bị yếu thế nên tôi phải farm rừng trước để lấy ba cái nổ. Lần này tôi gặp ngộ không, tôi nhảy hai lần, còn một lần nữa là chết nó rồi, nhưng mà nó tàng hình chạy nhanh quá làm tôi không thể ăn được nó. Tôi định xuống ăn bùa đỏ nhưng thằng Murad đã ăn mất rồi, thế nên tôi quyết định ra đánh lính luôn. Trong lúc đang đánh con này ở top thì thằng Ngộ Không bất ngờ xuất hiện, hồi nãy tôi bỏ sót nó, bây giờ nó lại lao đầu vào tôi. Thế là tôi có màn của nó, sau đó tôi tiện thể lên lấy luôn cái trụ. Cái trụ này chỉ còn lại nửa thanh máu nên tôi có thể ăn được nó luôn. Nhưng mà phải đợi thêm một đợt lính nữa. Và tôi đã có cái trụ đầu tiên. Lần này xây ra không thấy ai. Tôi đi lên và vô tình gặp thành rừng của nó đang ở phía xây ra, nhưng mà vì nó choán ghê quá nên tôi quyết định là chưa ăn vội. Lần này tôi phải farm một chút xíu đã. Lần này tôi quyết định núp ở trong bụi để chờ đợi vì tôi nghĩ rằng nó chưa thấy. Bây giờ tôi sẽ nhảy nó nhưng mà nó đi nhanh quá, thành Murad làm nó chạy mất rồi. Trong khi tôi đang núp bụi, Ngộ Không xuống và đập tôi một gậy, thật bất ngờ. Tôi quyết định ăn luôn con Caster. Nhưng mà thành rừng nó xuất hiện làm cho tôi chần chừ, tôi giả bộ đánh Caster để sau đó nhảy ulti qua ăn nó, và nó đã bị tôi đánh lừa vì tôi có tận hai lần ulti và sau đó tôi ăn được nó, ăn thêm cả thành mid nữa. Nãy tôi để nó chạy, bây giờ tôi ăn được nó rồi. Lần này AD nó cũng chết với tôi luôn, nhưng không, nó đã tốc biến quá nhanh làm tôi không thể nào dí theo nó kịp, mà tôi còn quá ít máu nên tôi về. Lần này ăn hết tạ thần thì tôi đến ăn rồng. Nói chung là đi rừng mà phải biết ăn mấy con này, không biết ăn là phế vật. Bùa xanh bị Ngộ Không ăn rồi, thằng Ngộ Không chắc chắn nó đang ở đâu đây, tôi thấy nó rồi, tôi đang định dí nó đây. Nhưng không ngờ, nó lại đi ngược đường về và gặp thành mít, cũng thật là hay ho. Lần này ở đường mít, chúng tôi gặp những pha giao tranh, cứ ngỡ như tôi đang bị dí, nhưng không, tôi xém ăn được thành mít rồi, và tôi đã ăn được thành mít, sau đó quay lại nhìn thành Toro, nhưng mà tôi ngán ngẩm thành Toro này lắm. Tôi quyết định xuống ăn bùa xanh để lấy lại máu. Tôi thấy thằng Ngộ Không ở trong rừng, tôi quyết định pin lên để không, Murad quyết định pin lên để cho chúng tôi qua đó, nhưng mà nó ăn mất cái bùa đỏ của tôi rồi.
truy tìm ở trong bụi không có thằng Ngộ Không, tôi biết rằng nó đã về tới đâu rồi. Thì ra nó ở ngay đường kia và đang đánh nhau với thằng Murat. Lần này tôi phun đồ nên tôi bán đi cây chí mạng. Thằng Ngộ Không đang chạy rất nhanh. Lần này ở phía mid, team nó lại tiếp tục Blue Subu ở đây. Còn tôi thì đã có đủ tận nội tại, 3 nội tại có thể dùng ulti 2 lần. Nên tôi quyết định đợi thằng Ngộ Không ra và ulti nó, nhưng mà nó bằng cách thần kỳ tốc biến quá nhanh. Lần này thì tôi lại nhảy lộn vào con quái thay vì là AD, nhưng mà cũng có đủ tầm đâu mà nhảy AD. Team tôi đang ép team nó rất là ghê, vậy nên chúng tôi quyết định ăn luôn con Carter. Khi ăn con Carter thì trên bản đồ xuất hiện thằng Phoenix, nhưng mà bị ăn cá của chúng tôi đùa về. Sau đó xuất hiện cả ăn mid, tôi thấy nguy cơ quá nên tôi quyết định bỏ, vì thằng Ngộ Không nó cũng ở đâu đây. Tôi quyết định quay về đây và farm. Team đang giao chân hết là sức là át liệt, mà thằng mid và tôi cùng với anh Murat thì ở đây bảo vệ được ăn cá rồi chứ. Pha combat này thì tôi quyết định đi lên luôn, vì thằng kia đã chết rồi, chỉ còn thằng Toro thôi, mà thằng Toro thì cũng dễ bị giết mà. Giờ chỉ còn thằng mid và thằng rừng thôi. Thằng mid thì bị tôi dí, nó sợ quá nó chạy về luôn. Tôi quyết định ở lại đây ăn mấy cái con này. Thì tôi lên được cái giáp hồi sinh và tôi chơi khô máu luôn với thằng Theonat. Nhưng mà thằng Theonat thì không đủ để bắn mất máu của tôi, nên tôi vẫn còn cái giáp thiên thồn ở đây. Sau đó tôi bắt đầu đánh trụ. Đánh trụ xong tôi quyết định pin mọi người về. Để ăn con gì? Để ăn con Carter. Team của tôi chỉ có ở đây là 3 người, nên thằng mid nó bắt đầu xuất hiện. Và thằng Kret của tôi chơi khá hay, nhảy qua đó tôi vẫn ăn được con Carter. Thế là tôi quyết định khô máu với tụi nó, triệu hồi Carter đường giữa nè, sau đó chạy ra ăn mấy con lính luôn để hồi máu, sau đó đi men ở phía rừng ra bắt lén nó. Và tôi thấy thằng rừng của nó thì có chiêu 2 chạy được, tôi quên mất tiêu. Nó còn quanh ulti tôi gần chết. Và thằng AD của tôi thì khá là đần, đã bị nó giết rồi. Thằng Murat của tôi thì cũng khá là ok. Đến pha giao tranh này thì chúng tôi đã bị mất Carter rồi, và team nó cũng đã có bắt đầu hiện trạng là ép lại team tôi. Nhưng mà team tôi có thằng Kret trâu quá, vậy nên tôi vẫn khá là tự tin. Tôi chỉ cần ăn đủ nộ để có 3 cái ulti là chơi khô máu với nó thôi. Lần này tôi quyết định pin để mọi người cùng nhau bắt thằng Ngộ Không. Tôi thấy thằng Kret nó bắt đầu ulti thành rừng rồi, nhưng mà quyết định của chúng tôi vẫn là đi tìm thằng Ngộ Không. Và thế là tôi quyết định qua đây, thằng Kret của tôi bên này, thằng Ngộ Không ở đây. Tôi ăn được thằng Ngộ Không rồi, nhưng mà sau đó thằng Kret bắt đầu hết ulti rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn ăn được thằng Toro. Vậy tức là chúng tôi thắng rồi, chỉ còn thằng AD. Nhưng mà máy của tôi đã bị hết dung lượng và nó đơ luôn. Thế là trận đó chúng tôi thua. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn thiêu năng chi tuệ. Bọn chúng vốn đã được vào sổ đỏ để bảo tồn từ ngày Liên Quân ra đời. Hơi đen.